Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ ngành và 63 tỉnh, thành phố về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành. Việc lập quy hoạch tổng thể quốc gia lần đầu tiên được triển khai ở nước ta theo quy định tại luật quy hoạch năm 2017 là cơ sở quan trọng để tiến hành các quy hoạch quốc gia, ngành, vùng, địa phương. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và nghe các báo cáo đóng góp vào công tác quy hoạch của các bộ ngành địa phương. Trong đó có nhiều quan điểm mới về công tác quy hoạch, mong muốn có được tư duy đột phá. Hội nghị cũng đã đưa ra thực trạng của công tác quy hoạch tổng thể quốc gia, phân tích những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, yếu kém để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ hai vấn đề còn băn khoăn là tiến độ không đạt như kế hoạch đề ra và chất lượng quy hoạch, đồng thời chỉ ra 6 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc đó. Từ đây đưa ra những định hướng thực hiện trong thời gian tới. Quan điểm chỉ đạo là đúng tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng, có sự thích ứng, linh hoạt trong tương lai có tính đột phá, chú ý cân đối trong quy hoạch giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng bộ ngành địa phương. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia làm sao thật tiện lợi cho việc khai thác. Quy hoạch tổng thể quốc gia phải hoàn thiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Công tác quy hoạch tại tỉnh Hưng Yên cũng đang được tập trung cao độ để thực hiện. Dự kiến hội thảo lấy ý kiến góp ý của các bộ ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh liền kề các nhà khoa học vào tháng 3 năm nay. Thời gian trình thẩm định là tháng 4 và thời gian trình phê duyệt là tháng 5 năm 2022. Chiều ngày 1 tháng 3, đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho các đảng viên của chi bộ hội làm vườn và nuôi ong. Đợt mùng 3 tháng 2, chi bộ hội làm vườn và nuôi ong có 2 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng, trong đó đảng viên Hoàng Văn Thịnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, đảng viên Nguyễn Văn Hưởng được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại lễ trao tặng huy hiệu Đảng, đồng chí Quách Thị Hương khẳng định các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng đợt này là những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác. Đồng thời, mong rằng trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu và cùng với bề dày kinh nghiệm của mình tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã về giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại huyện Yên Mỹ. Trong thời gian qua, công tác lập thẩm định phê duyệt quyết toán ngân sách được huyện Yên Mỹ thực hiện đảm bảo tính chính xác, trung thực, giao dự toán thu chi theo đúng quy định hiện hành. Giai đoạn 2015-2021, huyện Yên Mỹ đã giảm 3 đơn vị hành chính, tinh giản 34 biên chế. Việc hợp nhất, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Huyện đã thanh tra kiến nghị về kinh tế số tiền hơn 150 triệu đồng, kiến nghị xử lý kỷ luật với 4 tập thể, 25 cá nhân vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã đề nghị huyện căn cứ tình hình thực tế, bổ sung đầy đủ số liệu theo các nội dung trong đề cương giám sát, đồng thời ghi nhận những kiến nghị của huyện chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 3.200 tỷ đồng, đạt trên 16% kế hoạch năm. Trong đó, thuế xuất nhập khẩu trên 800 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Thu nội địa là 2.400 tỷ đồng, so với kế hoạch đạt 15%. Một số lĩnh vực thu nội địa chủ yếu trong 2 tháng đầu năm bao gồm thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương và địa phương đạt trên 50 tỷ đồng, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là trên 500 tỷ đồng, thu từ khu vực ngoài quốc doanh 670 tỷ đồng, thu lệ phí trước bạ 60 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 230 tỷ đồng, các khoản thu về nhà đất gần 700 tỷ đồng,
cũng trong 2 tháng qua, chi ngân sách địa phương thực hiện trên 3.100 tỷ đồng, đạt gần 19% kế hoạch năm, trong đó chủ yếu là chi đầu tư phát triển với tổng nguồn vốn trên 2.100 tỷ đồng. Sau khi dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục phía Bắc khu Đại học Phú Hiến chậm tiến độ 5 năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định số 1150 nhằm điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Mặc dù vậy, sau 8 tháng triển khai, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên vẫn chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, dẫn đến dự án phải trình Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian thi công đến lần thứ 3. Vậy đâu là nguyên nhân khiến dự án liên tục chậm tiến độ giải phóng mặt bằng? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt theo quyết định số 2372 ngày 7 tháng 12 năm 2015 với thời hạn thực hiện trong năm 2017 và 2018. Giao cho Ban Quản lý khu Đại học Phú Hiến làm chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng. Công trình đường có thiết kế đạt tiêu chuẩn cấp 2 đồng bằng, chiều dài gần 4,3 km. Dự án được phân bổ vốn ngân sách đầu tư công trung hạn gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 giải ngân gần 84 tỷ đồng, bao gồm tiền hỗ trợ đền bù đất và tài sản gắn liền chia đất. Giai đoạn 2 là gần 88 tỷ đồng tập trung cho xây lắp. Ủy ban Nhân dân phường An Tảo cho biết, 7 hộ có đất nằm trong dự án với 3 hộ có nhà ở cũng được Ban Giải phóng mặt bằng thành phố hoàn thành kiểm đếm trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Bên cạnh đó cũng hoàn thành dữ liệu để xây dựng phương án bố trí đất tái định cư cho các hộ nêu trên. Đối với dự án đường phía Bắc trục Đại học Phú Hiến thì Ủy ban dân phường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên, Ban Quản lý dự án, các cái phòng ban chức năng của Ủy ban dân thành phố rà soát rồi xác minh thẩm định diện tích đất nông nghiệp thu hồi của dự án và đền bù cho nhân dân diện tích đất nông nghiệp để giải phóng mặt bằng thu hồi theo diện tích dự án thì đến nay đã xong 100%, không còn vướng víu gì. Qua trao đổi với 3 trên 7 hộ dân có cả nhà ở và đất nằm trong diện giải tỏa là hộ ông Phạm Công Thông, ông Đỗ Văn Thuận, ông Đinh Văn Thảo, cả 3 hộ đều xác nhận thành phố Hưng Yên đã tiến hành đo đạc kiểm đếm đất và tài sản, cây cối hoa màu từ năm 2017. Năm 65 rồi vẫn chưa làm, cho nên dân chúng tôi là không trồng trọt được gì mà cũng không kiến thiết được. Mong muốn là các cấp nhanh chóng làm để sống cho nó an tâm. Giải tỏa để làm đường thì là giải tỏa cho dân để ổn định chỗ ăn chỗ ở, càng sớm càng tốt, chứ không nó cứ dùng rằng nhắng này cháo biết làm kiểu gì. Nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã làm việc với các bên gồm chủ đầu tư dự án là đại diện Ban Quản lý Đô thị Đại học Phú Hiến, đại diện Sở Xây dựng Hưng Yên và đại diện Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng thành phố Hưng Yên cho thấy nguyên nhân ban đầu khiến dự án chậm là việc xác định nguồn gốc đất của 7 hộ dân thuộc 50 mét chiều dài cuối tuyến ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Cả 7 hộ đều thuộc diện tích đất cấp từ trước năm 1997 khi còn là tỉnh Hải Hưng. Trong quá trình từ đó đến nay, nhiều hộ mua đi bán lại bằng giấy viết tay. Mặc dù làm nhà ở đã lâu, nhưng các hộ chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do dự án chậm ở khâu giải phóng mặt bằng, các bên gồm chủ đầu tư, đơn vị chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng đã báo cáo các sở ngành liên quan và được Sở Xây dựng Hưng Yên nhất trí phương án gia hạn thời gian thực hiện. Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên đã xây dựng phương án giá đất trên cơ sở thu thập thông tin từ các năm từ 2018 đến năm 2020 là chưa đảm bảo yêu cầu. Theo quy định, hồ sơ phải đảm bảo thời gian 3 năm liên tục và liền kề năm phê duyệt dự án là từ năm 2019 đến năm 2021. Như vậy, việc chậm hoàn thành dự án có rất nhiều lý do cả chủ quan và khách quan, nhưng việc chậm cuối cùng là do sự phối hợp giữa các cơ quan trong tỉnh còn hạn chế, trình độ cán bộ được giao triển khai dự án còn yếu, dẫn đến việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng. Hiện đang là thời điểm bà con nông dân đẩy mạnh chăm bón, bổ sung dưỡng chất cho cây trồng, đặc biệt là cây lúa. Tuy nhiên, giá vật tư phân bón tiếp tục tăng cao từ 50 đến 200.000 đồng một bao 50kg, ảnh hưởng rất lớn tới sản xuất của bà con nông dân. Cụ thể, phân bón đạm xanh Hà Bắc giá 950.000 đồng một bao 50kg, tăng 40.000 đồng một bao. Đạm Phú Mỹ giá 810.000 đồng một bao, tăng 50.000 đồng trên một bao. NPK giá 320.000 đồng một bao 25kg, tăng 90.000 đồng một bao. Giá các loại thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng từ 500 đồng đến 2.000 đồng một gói so với cuối năm trước.
cả cây ăn quả và lúa, một mẫu ruộng thường là một năm là hết 3 triệu tiền phân bón, tăng lên 4 triệu rưỡi, giá coi như là nó tăng vọt quá, nông dân chúng tôi không có lãi nữa. Theo chủ đại lý, hợp tác xã kinh doanh vật tư phân bón trên địa bàn tỉnh cho biết, giá vật tư phân bón tăng cao do nguyên liệu đầu vào sản xuất phân bón trong nước và trên thế giới tăng mạnh. Dịch COVID-19 làm chi phí nhập khẩu vận chuyển nguồn nguyên liệu tăng cao. Để ứng phó với việc giá phân bón liên tục tăng cao, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân sử dụng phân bón cân đối và hiệu quả, tăng cường sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ. Thưa quý vị và các bạn, theo thiết kế, tòa tháp Sky Forest ở khu đô thị Eco Park huyện Văn Giang sẽ có 8 công viên và 1.000 khu vườn trên không trung ở độ cao gần 200 mét. Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ trở thành tòa tháp đẹp nhất của Việt Nam. Dự án Sky Forest gồm 3 tòa tháp có độ cao gần 200 mét xoay mình bên vịnh đảo rộng mênh mông với diện tích mặt nước lên tới 50 ha. Sky Forest sở hữu kiến trúc xuất sắc đến mức xứng đáng đứng vào danh sách những tòa tháp biểu tượng đẹp nhất của Việt Nam. Dự án được lấy cảm hứng từ kỳ quan thế giới vườn treo Babylon. Các công viên với những tổ hợp vườn thượng nguyện được bố trí trên các khoảng giật tầng khổng lồ của từng tòa tháp. Ấn tượng nhất, 3 công viên được bố trí nằm hẳn trong lòng của tòa nhà. Thiết kế này mang đến trải nghiệm căn hộ giữa lòng công viên giữa lòng căn hộ tại Sky Forest. Tham vọng vẽ thiên nhiên lên bầu trời khiến mỗi căn hộ tại Sky Forest, dù ở bất cứ độ cao nào, chỉ cần mở cửa là chạm vào thiên nhiên, hoa cỏ, vốn là đặc sản của Eco Park. Eco Park nổi tiếng là thành phố xanh với giá trị cốt lõi là thiên nhiên. Và tập đoàn này không muốn thiên nhiên Eco Park chỉ gói gọn trong đại công viên xanh lớn nhất Việt Nam với mô hình nhà trong vườn, vườn đưa vào trong nhà. Theo chia sẻ của Ban Cây Xanh Eco Park, mỗi tầng, mỗi hướng, mỗi độ cao sẽ là những loại cây chuyên biệt khác nhau. Tổng cộng 68 loại cây đặc hữu của miền Bắc được chọn cho những công viên này. Khi hoàn thành, Sky Forest được kỳ vọng sẽ trở thành tháp xanh biểu tượng của cả thế giới. Sau Tết là thời điểm công nhân học sinh quay trở lại tỉnh lao động và học tập. Vì vậy, nhu cầu thuê trọ tăng cao, kéo theo đó là nguy cơ bùng phát dịch COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các địa phương có nhiều cư dân đến trọ đã có những biện pháp gì nhằm đảm bảo an toàn trong tình hình mới hiện nay? Ghi nhận tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hảo. Đây là khu nhà trọ của gia đình ông Nguyễn Văn Khanh ở tổ dân phố Yên Tập, phường Nhân Hòa. Gia đình ông có 15 phòng trọ, thường xuyên có khoảng 30 người đến trọ, trong đó cả sinh viên và người lao động. Ông Khanh cho biết tất cả các phòng cho thuê trọ đều được xây dựng khang trang khép kín và tất cả những người đến thuê trọ nhà ông đều phải tuân thủ quy định của gia đình, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh như hiện nay. Nhắc nhở các cháu chỉ đi từ chỗ làm về đây và đi học qua trường về đây, chứ không đi chơi lung tung, khẩu trang phải nhét vào giọt rác xong phải đổ đi ngay, không được để trong nhà. Cấm không được ăn uống nhậu nhẹt gì hết, về đóng cửa kín mít, không được ồn nào. Do được quán triệt ngay từ lúc đến thuê trọ nên hầu hết các cư dân ở đây cũng đều rất ý thức trong việc phòng dịch. Do đó, đến nay trên địa bàn chưa có bệnh nhân COVID-19 nào tại khu nhà trọ. Cháu trọ ở đây được hơn một năm rồi ạ. Cháu thì chỉ đi làm xong rồi cuối ngày thì cháu về nhà, cháu không đi đâu cả. Thì trước khi đi ra ngoài thì cháu đeo khẩu trang, xong rồi khi mà đi về nhà ấy thì cháu sát khuẩn xong rồi mới vào phòng, không tụ tập bạn bạn bè đến thì cũng rất là hạn chế ạ. Tổ dân phố Yên Tập hiện có 25 hộ có phòng cho thuê trọ với trên 300 người đăng ký tạm trú. Các nhà trọ nằm rải khắp tổ dân phố. Xác định rõ sau Tết Nguyên đán, công nhân, học sinh trở lại nhiều, đồng nghĩa với việc nguy cơ dịch bệnh luôn tiềm ẩn. Vì thế địa phương này không chỉ duy trì mà còn nâng cao các biện pháp phòng dịch, đặc biệt là với công dân đến trọ. Đối với những nhà trọ, chúng tôi yêu cầu là phải thực hiện đúng theo cam kết của Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Những người đến trọ thì yêu cầu có giấy chứng nhận đã test COVID-19, kiểm tra định kỳ 3 ngày một lần test COVID. Thế còn đối với người mới đến trọ thì bắt buộc là phải xuất trình đầy đủ, còn không xuất trình đầy đủ coi như là thì khoát không cho trọ. Trên địa bàn thị xã Mỹ Hào thường xuyên có hàng nghìn cư dân lao động, học tập phải ở trọ thường xuyên, tập trung chủ yếu ở các phường Bần Yên Nhân, Nhân Hòa và Dị Sử. Trong bối cảnh bùng phát dịch như hiện nay, các địa phương trên đang quyết liệt tăng cường kiểm tra và yêu cầu những công dân đến trọ thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch nhằm hạn chế thấp nhất dịch bùng phát. We'll be right back.
Thưa quý vị và các bạn, quản lý điều trị F0 tại nhà được triển khai nhằm giảm tải cho hệ thống y tế trong công tác điều trị, nhưng khó khăn với các bệnh nhân là không biết phải uống thuốc gì, chăm sóc như thế nào để khỏi bệnh. Để giúp cho bệnh nhân hiểu rõ và chuẩn bị đúng các loại thuốc tránh gây lãng phí, ảnh hưởng tới sức khỏe, sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hướng dẫn của bác sĩ Trần Hữu Hùng, trưởng khoa y tế cộng đồng Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên. Mình phải chuẩn bị đó là nhóm paracetamol 38 độ 5 trở lên thì mình sử dụng. Cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm nâng cao thể trạng và tăng cái sức đề kháng. Ví dụ như B1, B6, B12 hoặc là vitamin C, kẽm giúp cho người bệnh mau chóng hồi phục. Tiếp theo nữa mà ta cần phải có đó là một số các cái dung dịch điện giải và bù nước, ví dụ như oxyzone, hoặc ngoài ra ta có thể uống thêm như là nước canh, nước hoa quả như nước dừa hoặc là nước gạo rang. Bên cạnh đó thì ta cần phải chuẩn bị một số các cái nước vệ sinh mũi họng, vệ sinh răng miệng. Không khuyến cáo sử dụng khi không có chỉ định của bác sĩ, đó là nhóm chống viêm có corticoid, ví dụ như dexamethasone hoặc là methylfenidazole, hoặc một số các cái nhóm thuốc chống đông, thuốc kháng sinh, kháng virus hoặc kháng sinh thông thường. Những cái nhóm thuốc này chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ, bởi vì nếu như người dân mà tự ý sử dụng những cái nhóm thuốc này thì nó sẽ có một số những cái nguy cơ xảy ra. Một là những cái tác dụng không mong muốn của thuốc, chẳng hạn như thuốc dexamethasone nó có thể gây nên xuất huyết tiêu hóa, và nguy hiểm nhất khi sử dụng thuốc đó trước khi bệnh F0 tăng nặng thì sẽ rất là khó xử trí về sau này. Nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới, tạo dựng cảnh quan nông thôn, những hội viên cựu chiến binh ở thôn Phương Đường, xã Tứ Dân, huyện Khoai Châu đã bỏ công sức tiền của trồng một hàng cây cho xóm làng. Nhận thấy tuyến đường dài hơn 1 km trên địa bàn thôn Phương Đằng vắng bóng cây, cỏ mọc tùm, các hội viên trong chi hội cựu chiến binh thôn đã bàn bạc thống nhất mỗi hội viên tự trồng cây nhãn phủ xanh làm đẹp con đường. Thời gian qua, hơn 100 cây nhãn giờ đã thành những cây nhãn có tuổi đời 20 năm tuổi. Ngoài tạo bóng mát, cảnh quan của thôn, dạng nhãn còn tạo nguồn kinh phí để chi hội duy trì các hoạt động. Được sự nhất trí của địa phương, dạng nhãn được giao cho gia đình hội viên thầu chăm sóc bảo vệ, thu hoạch với thời hạn 10 năm, giá trị thu 200 triệu đồng. Với nguồn thu từ dạng nhãn, chi hội cựu chiến binh thôn Phương Đường sử dụng để triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, từ năm 2010 đến nay, chi hội đã trích hơn 100 triệu đồng để xây dựng công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn thôn và 100 triệu đồng cho các hội viên trong chi hội vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Ngày 2 tháng 3, Hội cựu chiến binh xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đại hội được Hội cựu chiến binh huyện Ân Thi chọn làm đại hội điểm trong toàn huyện. Dự đại hội có 98 hội viên tiêu biểu, đại diện cho 365 hội viên trong toàn xã. 5 năm qua, Hội cựu chiến binh xã đã chú trọng kết nạp mới 75 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 365 đồng chí, sinh hoạt ở 7 chi hội. Hàng năm có 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh. Hội viên cựu chiến binh gương mẫu chiếm 98%. Phát huy tinh thần tự lực tự cường giúp nhau phát triển kinh tế. Đến nay, toàn hội chỉ còn 2 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,5%. Tỷ lệ khá giàu ngày càng tăng, nhiều mô hình phát triển kinh tế thu nhập trên 100 triệu đồng trên năm.